Dạ tốt. Có một số nguồn cung mới cho văn phòng hạng A và hạng B ở khu vực trung tâm thành phố, ví dụ như tòa tháp BIDV Tower hay Capital Tower, mang lại 55.000 m² cho thị trường văn phòng Hà Nội. Chúng ta cũng thấy được sự gia tăng về nhu cầu văn phòng, không chỉ từ các công ty mới tham gia thị trường, mà còn là các công ty có nhu cầu mở rộng quy mô. Một năm trước thì nhu cầu thuê văn phòng là rất thấp, và cho đến bây giờ thì cầu vẫn ít hơn cung. Điều này làm giảm sức ép về giá thuê và các chủ tòa nhà thì phải cố gắng giữ lại những khách hàng đang sắp hết hợp đồng, không để họ đi tìm tòa nhà khác. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt để người thuê có được những bản hợp đồng thuận lợi để thuê văn phòng trong 3 đến 5 năm. Thị trường bán lẻ là một mảng khá thú vị nếu nhìn vào những dự án mới. Chúng ta chứng kiến sự phát triển và tân trang lại của một số mặt bằng bán lẻ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Các nhà bán lẻ qua đó có thể tìm được những diện tích bán lẻ tốt. Savills cũng vừa hoàn thành một hợp đồng với nhà bán lẻ thời trang có tiếng, đặt vị trí gần với nhà hát lớn và dự kiến sẽ đi vào hoạt động ở thời điểm giữa năm nay. Nhu cầu về mặt bằng bán lẻ thì khá lớn và có vẻ đây là thời điểm ai may mắn sẽ có được vị trí tốt. Hiện tại thì cũng đã có một số dự án bán lẻ được triển khai và giúp cho Việt Nam có được những trung tâm bán lẻ kiểu như Bangkok, Kuala Lumpur hay Hồng Kông. Tuy nhiên thì những dự án lớn đó có hoàn thành cho năm nay hay không lại là một câu chuyện khác. Và có lẽ chúng ta nên chờ đợi các dự án này vào các năm 2011 hay 2012. Thị trường khách sạn hồi phục khá tốt trong những tháng cuối năm 2009. Tuy nhiên vẫn còn khá sớm để dự đoán xem tình hình sẽ diễn ra như thế nào trong năm nay vì mảng thị trường này quan hệ rất mật thiết với ngành du lịch. Theo dự đoán thì du lịch năm 2010 sẽ khả quan hơn và tôi hy vọng thị trường khách sạn cũng sẽ có được sự phát triển ổn định cho năm nay. Tôi nghĩ rằng xu hướng ổn định về giá của căn hộ dịch vụ cho thuê sẽ vẫn tiếp diễn. Nhu cầu sản phẩm này từ các tổ chức quốc tế và các công ty tại Hà Nội vẫn tiếp tục ổn định, trong khi không có thêm nguồn cung mới để có thể giảm áp lực về giá. Do đó, tôi dự đoán rằng thị trường dịch vụ căn hộ cho thuê sẽ tiếp tục ổn định cho năm 2010. Cơ hội hay rủi ro thì còn tùy thuộc vào việc đối tượng tham gia thị trường là ai, người mua, người bán hay là nhà phát triển. Theo tôi thì năm 2010, khi thị trường bất động sản phát triển lành mạnh và bền vững thì sẽ có lợi cho tất cả mọi người, cho nền kinh tế nói chung. Tuy nhiên thì có đôi chút rủi ro đối với các nhà phát triển khi người mua sẽ trở nên tinh tế hơn và họ cũng có nhiều sự lựa chọn hơn, đòi hỏi các nhà phát triển phải thích ứng và thay đổi phù hợp. Nói về cơ hội thì có thể thấy rõ ở người thuê văn phòng. Họ có thể hưởng được nhiều ưu đãi bởi chủ thuê sẽ cố gắng giữ chân khách hàng, đặc biệt là những khách hàng sắp hết hạn hợp đồng. Đối với người mua, cơ hội cũng sẽ có nhưng còn tùy thuộc vào việc bạn mua sản phẩm như thế nào. Nếu lựa chọn được những sản phẩm tốt, có vị trí đẹp thì có thể coi đây là cơ hội tốt với sự phát triển bền vững. Chúng tôi cũng nhìn thấy ở một số khu vực nóng tại Hà Nội, ví dụ như ở phía đông thành phố dọc sông Hồng. Tại đây có nhiều dự án cơ sở hạ tầng sẽ có tác động lớn đến thị trường bất động sản. Giao dịch đất tại khu vực này cũng gia tăng và tôi nghĩ rằng đây sẽ là khu vực có thể đưa vào danh sách đáng lưu tâm để đầu tư. Sẽ không dễ để đưa ra lời khuyên rằng bạn nên đầu tư vào đâu. Khi tham gia thị trường bất động sản, bạn có thể được và cũng có thể mất. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm bất động sản thì có một số yếu tố căn bản phải chú ý đến là vị trí, thiết kế, cơ sở hạ tầng, khả năng tiếp cận và triển vọng lâu dài. Do đó, bạn cần nghiên cứu một sản phẩm ở tầm nhìn dài hạn, chứ không phải là chỉ trước mắt. Tôi không chắc về một sự bùng nổ. Tuy nhiên, có một thực tế là vào những tháng cuối năm 2009 và trước Tết âm lịch, thị trường có vẻ trầm lắng. Lý do có thể là do mọi người vẫn đang thăm dò và xem xét lại cơ hội đầu tư của mình. Tôi nghĩ rằng sau Tết, khi mọi người làm việc trở lại và có kế hoạch đầu tư cho năm 2010, thì thị trường sẽ ấm dần lên. Ở mảng văn phòng, nhu cầu đối với các văn phòng chất lượng cao với giá cả hợp lý sẽ là khá lớn. Tương tự thì ở mảng nhà ở, nhu cầu của người mua cuối cùng cũng tăng lên.
100% thoát khỏi khủng hoảng. Cái việc đó là việc chúng ta phải lưu ý rằng là đang là quá trình chứ không phải chúng ta đã là kết quả. Có rất là nhiều báo cáo cũng như nhận định có thể mang tính chủ quan hoặc là rất là mong muốn rằng là chúng ta đã đi khỏi suy thoái, thì tôi chỉ xin lưu ý ở đây rằng là suy thoái vẫn đang ở trong quá trình và đã, nhưng cái tín hiệu tốt là chúng ta có rất nhiều chỉ số về mặt kinh tế vĩ mô cũng như rất là nhiều cái hoạt động về vĩ mô đã cho thấy rằng là đang có những thay đổi mà có thể giúp là chúng ta đang thoát khỏi suy thoái. Đấy là những tín hiệu tích cực. Nhưng tôi xin lưu ý rằng cái này nó sẽ thay khác với tất cả nhận định rằng là không phải rằng chúng ta ra khỏi suy thoái. Rất nhiều nhận định chúng ta bị lạc vào cái giả thiết rằng là chúng ta đã ra khỏi suy thoái. Thì như vậy gì? Nó xảy ra mấy việc trong năm 2010 và các năm tiếp theo, cái nỗi ám ảnh về việc lạm phát là vẫn có, thậm chí là rất nhiều quan ngại. Nếu lạm phát khi xuất hiện thì chúng ta đều hiểu rằng là không phải chỉ riêng một lĩnh vực bất động sản mà nhiều lĩnh vực khác. Nhưng đối với lĩnh vực bất động sản là một lĩnh vực mà nó đòi hỏi cái sự cam kết cũng như sự ổn định rất là cao. Nếu thị trường không có cái sự ổn định rất là cao này thì cái nhà đầu tư, bởi vì bất động sản là lĩnh vực đầu tư dài hạn, thì nó giúp cho cái lĩnh vực đầu tư này, cái người đầu tư, cái người mà có thể bỏ vốn ra, họ sẽ rất là quan ngại. Quan trọng với chúng tôi cho rằng đối với thị trường bất động sản Hà Nội, đó là cái quỹ đất cũng như với cái tiềm năng về phát triển cơ sở hạ tầng sẽ giúp chúng ta có thuận lợi trong phát triển thị trường bất động sản. Khi chúng ta có nhiều hướng phát triển khá là mở đối với thành phố Hà Nội, tôi lấy ví dụ phát triển lên phía Bắc, chúng ta cũng đang rất thuận lợi bởi vì có hàng loạt cầu đã và được xây so với trước kia, như vậy là một thuận lợi. Chúng ta có một quỹ đất rất lớn ở phía Bắc gần sân bay và lại là sát thành phố cũ của chúng ta. Phát triển về phía Tây thì như các anh chắc là biết rất rõ, bởi vì chúng ta đã có cái trục đường Láng Hòa Lạc cũng như hàng loạt đường khác, cái quỹ đất ở đấy cũng rất lớn. Có những cái quỹ đất ở đây tôi xin lưu ý là cũng không tốt cho nông nghiệp, mà nếu mà phát triển đô thị thì rất là phù hợp. Đánh giá chung cuộc thì chúng tôi cho rằng là cái yếu tố về cơ sở hạ tầng cũng như định hướng và quỹ đất của Hà Nội đấy là chính là cái thuận lợi cho cái thị trường bất động sản Hà Nội từ 2010 trở đi. Nhưng nếu mà đánh giá về phần gọi là chỉ riêng trong năm 2010, nó như là một cái điểm nhấn mà gọi là một cái sau khi mà chúng ta có cái khủng hoảng rất là đáng lưu ý của toàn cầu cũng như Việt Nam kinh tế, thì tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở chỗ rằng là đối với 2010, những cái yếu tố khủng hoảng nó sẽ tác động đến nhà của năm 2009 ấy, nó sẽ giúp các nhà đầu tư tư vấn cũng như người mua là họ nhìn nhận kỹ hơn lại thị trường. Riêng thị trường Việt Nam, lĩnh vực bất động sản vẫn được nhà đầu tư nước ngoài rất chú ý, đặc biệt chăm sóc. Đặc biệt chăm sóc cho nên cái lượng vốn FDI càng về quý càng sau ấy, thì chúng ta thấy cái tỷ trọng họ cam kết về bên phía bất động sản lại càng tăng. Thì tôi nghĩ rằng là năm 2010 có lẽ vẫn tiếp tục xu hướng này. Khó mà có thể nói rằng là chúng ta đối với Việt Nam thì hóa ra bất động sản lại một cái lĩnh vực mà nhà đầu tư trong cái lúc mà nước sôi lửa bỏng nhất ở bên phía kinh tế thế giới thì người ta lại tìm thấy sự ổn định, khả năng sinh lời. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà nó không được giành giải nhất, giải nhì gì đấy thì nhưng nó vẫn là một cái cán cân, một cái phân khúc thị trường mà rất quan trọng của vốn FDI.